Mika xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày thứ 6, 23 tháng 9. Hy vọng là mọi người đã có một tuần lễ làm việc và học tập thật là thành công. Và sẽ có một cái kế hoạch vui chơi vào ngày cuối tuần thật là vui ha. Chiếc video này lẽ ra là mình đã quay từ ngày hôm qua rồi, nhưng mà mình phải đi ra chợ để mà mua đồ ăn á, cho nên là lại phải dời qua ngày hôm nay. Thì hiện giờ thì bầu trời vẫn rất là tốt. Nếu mà các bạn mà có theo dõi tin tức thì cũng biết là có cái cơn bão Fiona đang trên đường đến vùng Atlantic Canada. Dự kiến thì có lẽ là sẽ đi qua thẳng vùng Cape Breton, tức là vùng Charlottetown, PEI á. Và trên đó thì tất cả mọi người cũng có lẽ là đang chuẩn bị rất là kỹ để mà có thể cứu hộ khi cần thiết. Và những ai mà ở trong cái khu vực mà có thể là không bị ảnh hưởng quá nhiều thì cũng thu gom đủ thức ăn, lương thực, đèn pin này nọ vân vân để mà chuẩn bị tinh thần cho cái cơn bão này. Thì cho nên là mình cũng muốn làm cái video nhanh để chia sẻ cái trải nghiệm mà sống ở Canada mà phải trải qua bão. Trong video này thì mình sẽ tập trung vào nội dung chuẩn bị tinh thần cho cái ngày mưa bão. Có lẽ là những bạn ở vùng Ontario sẽ không có trải nghiệm này quá lớn, nhưng mà có lẽ là bạn cũng sẽ trải qua ngày mà bão tuyết thật là lớn và bạn bị kẹt ở trong nhà. Thì có cái thông tin này cũng sẽ có ích ha. Đặc biệt là nếu như mà bạn bị ảnh hưởng cái đường dây điện á, bị mất điện á, thì bạn sẽ không thể nấu ăn được, do là tất cả mọi cái hệ thống nấu nướng ở Canada này á là phụ thuộc vào đường dây điện hết. Rồi máy sưởi cũng phụ thuộc vào điện luôn. Ở một số cái căn hộ mà thiết kế cũ á thì có thể sẽ không bị ảnh hưởng về cái hệ thống sưởi, như là cái căn hộ mà mình ở London á là họ sử dụng cái ống nước nóng á, cho nên nó là khi mà cái đường nước nóng á, khi mà nó truyền cái nước nóng vào trong cái hệ thống nước của mình á thì là nó tạo ra cái hơi nóng luôn, và họ có thể trữ được cái lượng nước nóng rất là lớn, sau đó họ truyền qua từ từ, cho nên là khi mà cúp điện á thì cái hơi sưởi nó vẫn còn ở đâu đó ở trong căn hộ thì không có bị quá lạnh. Nhưng mà dĩ nhiên là mình luôn cẩn thận, mình chuẩn bị đồ ấm để mà mình mặc vào khi mà bị cái sự cố như vậy. Năm ngoái khi mà mình vừa mới đến Halifax được khoảng một tháng hơn thôi là ở bên này bị bão cũng nặng, là dẫn đến là cúp điện hết từ khoảng, mình nhớ là khoảng trưa cho tới khuya cho mới có điện trở lại. Và lúc đó thì mình không hề có chuẩn bị tinh thần gì hết, cho nên là trong tủ lạnh nó toàn là đồ sống, không có cái gì để ăn luôn, không có mì gói. Mà thật ra mì gói thì cũng chỉ có thể ăn khô, mà hình như lúc đó là không có mì gói ở trong tủ luôn, không có cái gì để ăn hết. Thì cuối cùng thì may sao đó, lúc mà buổi chiều á, khi mà mưa nó tan bớt rồi đó, thì mình có thể gọi bánh mì Subway để mà ăn. Và mình cũng rút kinh nghiệm rất là nhiều từ cái đợt bị cúp điện đó. Tới khoảng cái mùa tháng 9 trở đi á, là cái mùa mưa bão rất là nhiều ở cái vùng Bắc Mỹ này nè, cho nên nó là mình phải luôn luôn chuẩn bị ở trong nhà ít nhất là hai cái đèn pin đã có pin đầy đủ, và luôn luôn có pin dự phòng để mà phòng khi mà mình quên mất cái đèn pin nó bị hết pin ngay giữa chừng thì bạn vẫn còn một pin để thay vào. Ý thứ hai là thức ăn, đương nhiên rồi đó. Mình thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình xử lý, tại vì mình có hai sự lựa chọn mình không muốn thực hiện, đó là nấu mì gói, thứ hai là mua đồ hộp. Mình không có muốn bị phụ thuộc vào đồ hộp vì nó không có tốt cho sức khỏe, và mình dựa vào cơm nhiều hơn. Cách của ông bà xưa đó là ăn cơm cho nhiều thì nó no, đúng không? Cho nên là mình nấu sẵn một cái nồi cơm, bữa nay mình nấu tới 7 lon gạo luôn, là có thể đủ để ăn trưa nay, tối ngày hôm nay, sáng ngày mai và cho tới tận trưa mai luôn. Đó, rồi mình có mua hai thanh xúc xích. Mấy bạn có thể mua chả Việt Nam, nếu mà các bạn ở gần cái khu chợ châu Á đó, mua chả về để sẵn thì khi mà có vấn đề mình chỉ việc lấy cơm ra, mình cắt chả và mình ăn, có thể là ăn không vậy luôn, hoặc là ăn với tương, hoặc là ăn chung với lại chuối thì sẽ có vừa đủ cái độ dinh dưỡng trong vòng mấy ngày mà không có bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Và đó cũng là điều thứ ba mà mình muốn nhắc tới, đó là mua những loại trái cây mà bạn có thể để ở bên ngoài, không cần phải giữ trữ lạnh, nó như là chuối hoặc là trái bơ. Chuối thì mình cũng khỏi phải nói nhiều, tại vì ở Việt Nam thì tất cả chúng ta đều ăn chuối.
để tốt cho cơ thể đúng không? Để bổ sung potassium và tốt cho nhuận trường. Còn với trái bơ thì cái điều tuyệt vời của nó đó là nó giữ no rất là lâu, cho nên là bạn chỉ cần khoảng chừng 5-6 trái bơ thì chọn cái loại mà bơ gần chín và bơ chưa chín. Để mà chưa chín thì mình sẽ để cho những ngày sau, còn bơ gần chín thì mình có thể để ăn vào tối ngày hôm nay hoặc là sáng ngày hôm sau liền. Bọng bơ với đường thì ai cũng biết rồi đó, ngon hết sảy luôn phải không? Ăn không bỏ đá nha, ăn thôi là mình cũng đủ để mà giữ cho cái bụng mình no rồi. Ngoài ra thì mình có thể trữ thêm cam và táo hoặc là cái loại quýt, quýt tangerine thì để trong tủ lạnh, thì khi mà bị cúp điện á, mình vẫn có cái hơi lạnh còn giữ ở trong cái tủ lạnh đó, mình không mở ra quá nhiều thì có thể là mình ăn bổ sung khi nào mà mình không còn những cái loại trái cây khác. Nếu như mà khu vực của các bạn bị trời lạnh á thì phải có quần áo để giữ ấm, đầu tiên là phải có vớ dày nè, thứ hai là phải có đồ mà bó sát á, rồi sau đó là mình sẽ mặc áo bình thường, xong rồi mình thêm một cái lớp áo lạnh mùa đông nữa để mà giữ ấm cho bản thân nếu phòng trường hợp mà bị cúp điện quá lâu. Nếu như mà có thể thì hãy nấu cho bản thân mình ít nhất là 2 bình nước nóng và giữ cái bình nước nóng đầu tiên ở trong một cái bình giữ nhiệt á, để mà phòng khi mà trời quá lạnh bạn có thể sử dụng nước nóng để mà bạn uống để mà giữ ấm. Nếu như mà có trà thì càng tốt, và những cái loại trà mà để hỗ trợ tạo ấm như là trà, những cái trà mà giúp cho cơ thể thư giãn nè, trà cinnamon nè, sẽ hỗ trợ trong cái việc là tạo nóng ở trong cơ thể á, nhất là những cái ngày lạnh á. Những cái trường hợp mà xui hơn nữa là tuyết quá nặng, trời tuyết quá nặng và nó có thể là làm đóng băng cái đường ống nước á, hoặc là làm ảnh hưởng cái đường ống nước như thế nào đó. Cái trường hợp này thì mình bị rồi, và nếu mà có trữ trong nhà thật là nhiều nước á, thì sẽ rất là tiện lợi cho cái việc là rửa tay, rửa mặt, đánh răng, mình đã tắm rửa sơ sơ và có nước để uống. Tại vì đường ống nước mà bị hư á, là bạn không có cách nào khác ngoài việc bạn đi ra ngoài á, bạn phải xúc một ít tuyết xong rồi cái đợi cho nó tan ra rồi mới sử dụng được cái nước đó, rồi mình phải lọc hết nữa. Tại vì cái tuyết ở ngoài thì nó không có sạch hoàn toàn á. Cũng cố gắng á, là theo dõi Twitter nè, theo dõi Facebook của những cái trang tin tức trong cái thành phố để mà bạn biết tình hình như thế nào. Xém nữa là mình quên cái điều cuối cùng rất là quan trọng, đó là nếu như mà bạn có laptop, có điện thoại, có iPad hay là bất cứ một cái tablet nào thì nhớ là phải sạc pin đầy đủ. Nếu mà bạn có cái cục sạc dự phòng thì càng tốt, là phải sạc đầy đủ cục sạc đó luôn, để phòng khi mà bị cúp điện quá lâu thì ít ra là bạn có điện dự phòng để mà bạn sử dụng điện thoại phòng khi khẩn cấp mà. Rồi có tablet hay là iPad, còn pin thì bạn có thể sử dụng cái wifi từ cái data trong cái điện thoại để mà bạn đọc tin tức nữa. Có thể dùng điện thoại luôn cũng được. Nói chung là có càng nhiều cái device để mà sử dụng phòng hờ thì càng tốt. Và vừa rồi là những cái kinh nghiệm mà mình rút kết được từ cái khoảng thời gian mà mình trải qua những cái đợt bão lớn gây ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày ở Bắc Mỹ nói chung. Hy vọng là sẽ giúp ích cho mọi người phần nào. Nếu như mà mọi người chưa có kinh nghiệm ở những cái vùng dễ bị thiên tai như là vùng Atlantic Canada, và hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn bình an. Và chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye bye.